When we are with our family or our loved ones and we are surrounded with unwanted attention, we can politely say, "Sorry, I'm here with my family, my loved ones, and I would like to spend my time with my family. Thank you." Into Vietnamese. Xin lỗi, mình ở đây với gia đình, những người thân yêu của mình và mình muốn dành trọn thời gian bên cạnh gia đình mình. Cảm ơn.